Quán rượu bất ổn khiến chủ quán giận tím người khi liên tục bị đạo chích ghế. Hết trộm bếp ga tới trộm bia, một chủ quán nóng mặt khi bị trộm ghế liên tục. Vụ việc hy hữu xảy ra tại một quán lẩu dê ở khu vực Rạch Giá, Kiên Giang. Theo ghi nhận, vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 2022, hai nam thanh niên đi xe hiệu Vision dừng xe trước quán. Sau khi quan sát động tĩnh, một người đi vô trong quán dòm ngó rồi nhanh chóng bưng trộm bếp ga mini, leo xe đồng bọn chạy mất. Còn mới đây, vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, một nữ quái lạ mặt khác xông thẳng vô quán, bưng trộm hai két bia bỏ chạy. Không rõ động lực nào khiến cho bù ta lại nhanh đến vậy, khi mọi người phát hiện đế xe truy đuổi theo, nhưng không kịp. Qua câu chuyện này, hy vọng chủ quán trên và nhiều quán khác đề cao cảnh giác hơn để tránh xảy ra những việc tương tự. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!